Nếu có một loài hiên ngang đi qua các chốn sơn lâm mà không e dè, thì chắc chỉ có lửng mật nhà ta. Dáng đi có vẻ chậm chạp cùng màu lông trắng trên lưng khá nổi bật, nhưng ít loài ăn thịt dám tấn công nó, bởi vì khả năng phòng thủ của lửng mật rất cao. Khác với các loài thông thường, nếu chênh lệch về kích thước quá nhiều, đa số sẽ bỏ chạy và tỏ ra sợ hãi. Nhưng lửng mật lại trở nên hung hăng hơn và tấn công lại kẻ đã tấn công nó một cách dữ dằn. Cấu tạo lớp da dày và lỏng lẻo giúp lửng mật chịu được những cú cắn vừa phải mà không hề hấn gì. Lửng mật là loài ăn thịt. Một điều đặc biệt là khi ăn thịt, lửng mật sẽ ăn tất cả các bộ phận của con mồi, bao gồm cả da, lông và xương. Chúng cũng nổi tiếng với khả năng kháng độc rất cao. Một cú cắn của rắn hổ lục có thể gây chết cả một con voi, nhưng với loài lửng mật, chúng chỉ ngất đi 2 tiếng và tỉnh dậy đi ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có một con chăn trong vườn thú săn lửng mật, nhưng cái kết lại bị chính con mồi của nó sơi tái. Lửng mật quả là tấm gương cho sự bản lĩnh và kiên cường.